ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn trong hỗ trợ quản lý bệnh đái tháo đường và trong cái đại dịch COVID hiện nay. Có một thực tế hiện nay là bệnh đái tháo đường ở Việt Nam thì cái số liệu những người mà có liên quan bệnh nhân tiểu đường thì khoảng tầm 9 triệu. Trong đó thì khoảng tầm 65% những người bệnh thì không biết mình mắc bệnh. Còn thực tế với số lượng bệnh nhân hiện nay là chúng ta có khoảng tầm hơn 3,8 triệu bệnh nhân. Và dự kiến với tốc độ tăng trưởng hiện nay thì các nhà khoa học đã đưa ra một cái ước lượng rằng từ năm 2045 thì Việt Nam có khoảng tầm 63,3 triệu bệnh nhân bị bệnh tiểu đường hay đái tháo đường. Nhưng trong số 63 đấy thì có khoảng tầm 55% là những người mà ảnh hưởng rất nặng và sẽ có biến chứng và sẽ có suy thoái và tạo ra những bệnh lớn hơn. Đấy, thì đấy là một cái vấn đề mà nó chiếm cái tỷ trọng dân số ở Việt Nam cũng rất là cao. Còn đối với trên thế giới thì cái câu chuyện đó thì nó cũng là một cái mối quan tâm từ lâu rồi. Nhưng một đặc trưng của bệnh đái tháo đường thì nó không diễn ra một cách khẩn cấp, mà đâu đó là một bệnh nhân đái tháo đường có thể là tồn tại khoảng tầm 15, thậm chí tầm 30 năm cuộc đời và vẫn sống chung với thuốc nhưng mà sẽ suy giảm, sẽ yếu dần và từ đó sẽ xảy ra những tình trạng là ảnh hưởng. Tiếp theo thì là ở trên thế giới thì như em vừa mô tả thì là trong tương lai từ năm 2035 thì có tầm 592 triệu dân, nó chiếm khoảng gần 10% dân số. Thì đây là một con số và cũng rất đáng quan ngại, giống như trong việc là có các giải pháp về y tế về để hỗ trợ cả quá trình điều trị và giám sát điều trị. Nguyên nhân về triệu chứng rồi biến chứng của tiểu đường thì sẽ có rất nhiều nguyên nhân. Đấy, nhưng đa phần là bệnh nhân tiểu đường thì ít khi chết ngay vì tiểu đường mà lại chết vì các triệu chứng biến chứng đằng sau. Nhưng về cơ bản bệnh nhân bệnh tiểu đường thì có một số loại thứ nhất là thai một, và thứ hai thai hai là dành cho đa số người dân các cái bệnh nhân là bị ở tầm trung niên ngoài 40 trở ra, và cái loại thứ ba là loại tiểu đường thai kỳ là đối với những chị em phụ nữ mà trong quá trình mang thai thì có sẽ đột biến. Đấy, còn đối với thai một thì ít hơn, khoảng tầm 10% thôi. Đấy, nhưng tuy nhiên thì là tất cả các cái triệu chứng này thì nó đều ảnh hưởng đến một cái yếu tố là khi bị suy thận, khi bị tim mạch có vấn đề, hay thì mắt có vấn đề, hoặc là nó chân tay, thì khi đó nó sẽ tạo ra những cái biến chứng và bệnh nhân sẽ bị tử vong vì các biến chứng này. Có một cái vấn đề nữa đối với những cái câu chuyện trong đại dịch COVID-19 ấy, thì đa phần bệnh nhân mà COVID-19 mà chết bị chết do cái phản ứng của cơ thể hay còn cái cơ bão cytokine là tác động lại thì là chống lại các kháng thể của virus. Đấy, nhưng tuy nhiên là do cái ảnh hưởng của lượng glucose trong máu thì nó lại tạo ra một cái cơ chế nền tảng hỗ trợ tối đa cho các con virus này phát triển. Đấy, và đặc biệt là nó cũng là một cái tác nhân là khi mà xảy ra bão cytokine thì tác nhân của bệnh tiểu đường nó sẽ là thành một cái chất cộng hưởng mang tính chất là có một cái tỷ lệ số rất là cao, và từ đó nó tác động vào các biến chứng để khiến cho bệnh nhân sẽ tử vong nhanh hơn. Thì đấy cũng là một cái câu chuyện mà đặc biệt phải quan tâm đối với bệnh nhân tiểu đường trong quá trình mà giám sát điều trị, đặc biệt là phòng trừ cái ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Nhưng tuy nhiên ở thực tế Việt Nam thì trong quá trình mà giãn cách xã hội thì cái câu chuyện là bệnh nhân tiểu đường lại không được khám thường xuyên mà lại cấp thuốc ở nhà. Đấy, và tái khám 2-3 tháng một lần. Thì nếu như mà quá trình tái khám này thì để có thể hỗ trợ được thì bắt buộc phải sử dụng công nghệ thông tin và những nền tảng và những giải pháp công nghệ thông tin đưa vào. Thì một trong các giải pháp đó thì tất nhiên phải dựa trên nền tảng công nghệ thông tin, nhưng mà để có thể có dữ liệu và chính xác và ứng dụng công nghệ thông tin một cách triệt để và có lời khuyên chính xác cho bác sĩ thì cái dữ liệu hoặc là cái sinh ra cái nguồn thông tin nó phải đảm bảo rất quan trọng. Mà quan trọng đấy thì lại có một cái khó khăn là để có thể biết được cái chỉ số đường huyết chính xác của bệnh nhân thì lại phải là thông qua xét nghiệm, và đôi khi ngay cả đo trong, nhưng mà khi xét nghiệm ra thì hoặc là đo tại bệnh viện thì độ chính xác cao hơn, nhưng nếu đo ở nhà thì lại có vấn đề là lại tốn que thử rồi lại không chính xác, rồi là lại ảnh hưởng về tuổi già và nhiều yếu tố khác nữa. Thì đấy là một số cái vấn đề cần phải xử lý. Nhưng nói chung là cái ý kiến luận điểm đầu tiên em nêu ra ở đây chính là việc ứng dụng công nghệ thông tin thông qua các thiết bị đo như đo đường huyết, đo huyết áp, cân nặng và vận động thì bệnh nhân có thể tự theo dõi và có thể kiểm soát được sức khỏe của mình. Và thông qua ứng dụng di động này thì thông qua các hình thức các giao thức của y tế, ví dụ như là API HL SL7 hoặc là DICOM, và
trao đổi các bản tin đối với cơ sở y tế và thông qua các máy chủ dịch vụ, và từ đây sẽ kết nối nền tảng ứng dụng với bác sĩ, với chuyên gia, với cơ sở thăm khám để có thể là hỗ trợ. Thì cái mô hình này là vừa để phát triển cho các bệnh nhân tiểu đường, nhưng đồng thời là trong thời gian đại dịch vừa qua thì ngay cả Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam cũng đã ứng dụng cái mô hình hay công nghệ tương tự như thế này để có thể là thăm khám và chữa được cho các bệnh nhân F0, cũng là rất hiệu quả. Nhưng quay ngược trở lại những câu hỏi luận điểm thứ hai của em thì mô tả bài toán này, để có thể là giải quyết được cái yếu tố hỗ trợ bệnh nhân đái tháo đường, thì thay vì bệnh nhân sẽ phải đến bệnh viện thường xuyên, hoặc là thay vì bệnh nhân sẽ phải tự lấy máu từ ở nhà, thì cái xu hướng trên thế giới hiện nay thì đưa ra một cái phương án nữa, đó là vẫn có thể theo dõi một cái sức theo dõi sức khỏe của bệnh nhân một cách chủ động hơn thông qua tích hợp của hai yếu tố. Thứ nhất là đối với dữ liệu lớn là dữ liệu chính xác thông qua mobile và thông qua checking vận động một cách thực tế và thường xuyên thông qua thiết bị di động của bệnh nhân. Nhưng cái thứ hai, cái yếu tố quan trọng hơn là tạo ra một cái dữ liệu có tính xu hướng và có tính độ chính xác cao liên quan đến chỉ số đường huyết. Chỉ số đường huyết này thì bạn gọi đó là sử dụng cái công nghệ Raman Technologies để có thể phát triển qua phổ tán xạ, phân tích đường huyết, phân tích kết hợp các thành phần lưu trữ hóa lý và các cái tổ chức mô mềm trên ngón tay, trên tai hoặc là trên các cái tổ chức của cơ thể, và từ đó sẽ xác định và biết được là ảnh hưởng liên quan đến bệnh tiểu đường. Nhưng cái thứ hai là cái công nghệ này thì mặc dù đã được nghiên cứu ở rất nhiều hãng trên thế giới, từ các nước bên Anh, hay thậm chí cả Google hay là Apple đã từng đưa vào, và thậm chí trước đây đã từng có một câu chuyện là như của iPhone 8 là lúc đầu là Apple định đưa cái tính năng theo đường huyết vào, nhưng tuy nhiên nó không thành công. Và hiện nay đối với các thiết bị di động thì cái yếu tố là để tạo ra một thiết bị device mà thu nhận tín hiệu đường huyết là cũng rất là hạn chế. Như cái mô hình như em mô tả trên bảng thì hiện nay đã có một số nhóm nghiên cứu ở trên thế giới đã có những cái giải pháp là dùng các cái module và kết hợp với các thiết bị như điện thoại là và ứng dụng công nghệ Raman Technologies là có thể là theo dõi và biết được ngay cái chỉ số của đường huyết theo cái xu hướng vận động để biết được cái mức độ tương quan với độ chính xác của lên tới gần 90%. Nếu như làm được cái việc này thì cái công nghệ và giải pháp đưa ra thì sẽ giải quyết được hai yếu tố. Thứ nhất, nó tạo ra một cái dữ liệu gọi là big data đủ lớn và đủ chính xác liên quan tới cả chỉ số đường huyết và đồng thời cả chỉ số sinh hóa cũng như là cân nặng hay là vận động của các bệnh nhân, và đồng thời là ứng dụng di động thì sẽ cho phép là tương tác trực tiếp và tạo ra một cái lượng thông tin chuẩn xác giữa bệnh nhân và đối với người theo dõi. Đây có thể là người thân, có thể là bác sĩ hoặc là đội ngũ y tế. Em nói sâu một chút liên quan đến cái cơ sở này, cái nguyên tắc để có thể tạo ra được cái công nghệ Raman Technologies. Thì bản thân bệnh tiểu đường thì liên quan đến các tế bào glucose trong máu, và với các tế bào này là khi mà biết được cái tỷ số hay cái tỷ lệ liên quan tới hàm lượng glucose thì sẽ biết thì sẽ đánh giá được mức độ tiểu đường ra sao. Thì hiện nay cái phương pháp chính xác nhất thì vẫn là lấy máu, trích máu ra khỏi cơ thể, và sau đó thì thông qua các cái máy đo huyết học và đã được kiểm định kiểm chuẩn tại bệnh viện. Nhưng tuy nhiên cái phương pháp này thì đôi khi nó cũng có nhiều bất cập. Thì với một cái số phương pháp nhỏ gọn hơn là có thể sử dụng là xâm lấn tối thiểu hoặc là máy đo trích máu tại nhà, thì cái này vẫn thường gây ra đau và gây ra bất tiện và đôi khi là tốn tiền quay thử. Nhưng đối với phương pháp thứ ba là bây giờ nếu như sử dụng cái tia Raman và đưa đâm xuyên vào trong qua tế bào da, tương tác với các tín hiệu của hồng cầu và từ đó thu nhận được cái quang phổ tán xạ Raman. Phân tích quang phổ tán xạ Raman này thì sẽ biết được cái mức độ tương quan giữa tín hiệu đó đối với bệnh nhân. Đấy, thì có những cái bài test và với dữ liệu lớn để có thể tạo ra được cái tín hiệu. Và với nguyên tắc này thì hoàn toàn là khi mà tái lập phổ cái quang phổ tán xạ Raman thì sẽ biết được là cái mức độ tương quan giữa cái quang phổ tán xạ thu được đối với các cái hàm lượng của glucose trong máu, và thông qua trí tuệ nhân tạo cũng như là thông qua máy học thì có thể là tìm ra được cái hàm tương quan với cái chỉ số glucose. Thì đấy là cái nguyên tắc chung mà với công nghệ hiện nay và cái xu hướng hiện nay về dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo và quang phổ tán xạ thì có thể giải quyết được cái bài toán là đo được đường huyết. Ngoài ra thì như cái mô hình là cái tín hiệu đầu vào thì nó có thể có rất nhiều phương án khác nhau. Đấy, và có thể thông qua một cái mạng máy học hay là một cái mạng tích chập CNN, thì từ đó thì các nhà khoa học cũng là nghiên cứu và phân tích có thể là chạy máy và ra được cái chỉ số ra đường huyết. Thì đối với các chỉ số này, nếu như mà tương tác nếu trong trường là mobile hoặc ứng dụng di động của bệnh nhân mà có thể không đủ dữ liệu thì toàn bộ có thể chuyển cái dữ liệu thô đó chuyển về máy chủ trung tâm và từ đó phân tích đánh giá để ra được kết quả để báo lại cho bệnh nhân. Trên hình đây là một số cái ví dụ mà thực tế trong quá trình thử nghiệm là thông qua những cái thiết bị đo. Các thiết bị này thì giá phần cứng hiện nay là khoảng tầm 15.000 đô,
Đấy, nhưng mà để có thể triển khai nó thành một cái máy thiết bị mà đặt tại các cơ sở khám chữa bệnh y tế thì sẽ cần thêm một số bước nghiên cứu nữa, và mất khoảng 1 đến 2 năm nữa để tạo ra những cái thiết bị mà thay vì là wearable thì trước mắt là tạo ra những thiết bị gọi là portable có thể đặt tại các cái cơ sở khám chữa bệnh y tế thì có thể là tạo ra và có thể đo được cái chỉ số đường huyết cũng khá cụ thể. Và hiện nay thì các phương pháp đo thì sẽ có khoảng 4 chỗ như anh chị nhìn lên trên này trên bảng, có thể là tại tai hoặc là cánh tay hoặc đầu ngón tay hoặc là vào bắp tay. Thì với các chỗ này thì là cơ hội để có thể nhìn thấy hoặc là tương tác giữa sóng Raman technology đối với các bệnh đối với cái bào máu là một cách nhanh nhất. Dữ liệu đó sau khi thu được và xử lý xong thì sẽ đồng thời là xử lý ở trên máy chủ hoặc là đẩy về cái dữ liệu làm tại trên cái máy tính di động của bệnh nhân. Thì đây cũng một cái ứng dụng mà cho phép có thể theo dõi và thăm khám cũng như là chia sẻ cái thông tin của bệnh nhân tiểu đường. Đấy, thì cái đấy cũng là một cái ứng dụng mà rất tốt nếu như trong tương lai gần mà có những thiết bị đo này thì sẽ có thể hỗ trợ được cho bệnh nhân tiểu đường là đo cái dữ liệu một cách nhanh chóng, thường xuyên và liên tục mà cũng không cần thiết phải trích máu quá nhiều. Và đặc biệt là đối với một số chị em phụ nữ mà hoặc là trẻ em có những bé khoảng tầm dưới 10 tuổi mà đã bị mắc bệnh tiểu đường theo nhóm thai một hoặc là chị em tiểu đường thai kỳ thì đôi khi mọi người là rất là sợ ngại việc lấy máu, và lấy máu đấy thì nó sẽ có nhiều cái hệ đứng đằng sau, từ cái việc là tốn chi phí cho tới đau cho tới là khả năng nhiễm trùng và mà lây nhiễm các cái bệnh khác nếu như quá trình mà thao tác hoặc là tương tác không tốt. Thì như vậy là đối với cái bài trình bày thì cũng ngắn gọn và sơ lược ở bản đầu tiên phần trình bày của em, thì em cũng muốn trao đổi với anh chị đưa ra ba cái luận điểm rất ngắn gọn như sau. Luận điểm thứ nhất đó là trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn thì ngày nay đã có một tem ứng dụng rất lớn và tạo ra một cái làn sóng nó kết hợp với cách mạng công nghiệp 4.0, kết hợp với cả quá trình chuyển đổi số, và đặc biệt là nó kết hợp với những cái đột biến ở trong các quá trình nghiên cứu từ phần cứng phần mềm, thì nó tạo ra một cái lượng dữ liệu và từ đây là một cơ sở để có thể là tạo ra những cải tiến đó có thể chưa mang tính chất đột phá nhưng nó sẽ mang một cái căn bản mà có thể là thay đổi được tác phong cũng như thay đổi cái phương án nghiên cứu. Cái thứ hai là dù các công nghệ, thứ nhất là công nghệ về Raman technology ứng dụng trên cơ thể thì mặc dù đã được nghiên cứu ở trong các cái lĩnh vực về nông nghiệp hay là y dược hay là về công nghiệp, hoặc là thứ hai là đối với các lĩnh vực liên quan tới trí tuệ nhân tạo thì vẫn còn phải đang khám khá phá và nghiên cứu, hay là dữ liệu lớn thì vẫn đang quá trình là học tập và lưu tập và sưu tập thông tin cũng như tạo ra những cái bộ hay là cái phương pháp hoặc cái mô hình chuẩn. Nhưng tuy nhiên là các cái lợi ích của các phương án này đối với y tế đã có hiệu quả mà gần như là ngay lập tức, và thậm chí ngay cả cái câu chuyện như trong Hồ Chí Minh thời gian vừa qua thì chị biết rằng là đối với những bệnh nhân bị các bệnh mãn tính hoặc bệnh nền mà nếu như mà không có cái đội thầy thuốc và bác sĩ và không có cái ứng dụng di động để chăm sóc thì cái việc ảnh hưởng rất là cao và khả năng tử vong rất là cao. Đấy, và điều đó cũng thấy một rằng một cái triển vọng rằng là đối với bệnh nhân đẻ theo đường thì thay vì phải sống chung như trước đây thì trong các phương án điều trị hoặc là hỗ trợ điều trị thì cái hình thức là ứng dụng của trí tuệ nhân tạo Big Data và công nghệ Raman technology thì hoàn toàn có thể tạo ra những thiết bị mà có thể theo dõi, và trong tương lai thì có thể tạo ra những cái module như kiểu anh chị tưởng tượng giống như một cái ốp lưng của điện thoại thôi, ốp thường vào là chúng ta có thể theo dõi được cái đường huyết tại nhà. Và bên cạnh cái chỉ số đường huyết này thì còn rất nhiều các chỉ số khác, ví dụ như là mỡ máu hay là các tham số khác của cơ thể, và thay vì chúng ta phải đi xét nghiệm mà chúng ta có thể sử dụng cái phương án đấy, chúng ta sẽ cũng biết được là một số chỉ số đặc trưng của cơ thể. Thì đấy cũng là một cái điểm chốt của em đối với cái bài trình bày này. Thì cũng rất cảm ơn ban tổ chức đã ưu ái và đã hỗ trợ để em chia sẻ với cộng đồng, và hy vọng rằng là với cái chủ đề của chúng ta liên quan đến ứng dụng khoa học công nghệ để mà phục vụ và nâng cao năng sức khỏe cho người dân và ứng phó với đại dịch COVID-19 thì cái hình thức là ứng dụng công nghệ, đặc biệt là công nghệ trí tuệ nhân tạo và Big Data cũng là một cái xu hướng mà chúng ta nên quan tâm và cũng là một thứ để cần cổ vũ để phát triển trong tương lai gần. Vâng, xin hết và cảm ơn các anh chị ạ. Vâng, xin cảm ơn phần trình bày của tiến sĩ Trừ Đức Hoàng, với một phần trình bày mà cũng rất là bám theo cái xu hướng chung với sự bùng nổ